trên cành cây cao, gió xôn xao đưa lời ca, ánh dương tràn hòa em tới trường. Cho thật đáng yêu, bạn với bè cùng chơi, cùng hòa vang khắp trời, là lời nắng vang dì sân trường. Thanh xuân ta cùng nhau tận hưởng, một chút vui tươi này vẫn vương. Tuổi học trò ơi, gọi tên nhau dưới sân trường nè. Tuổi học trò ơi, đổ mồ hôi nắng nuôi mùa hè. Dạ, mời mời mời, cặp sách lại trên vai và mình tới tới tới, chúng ta cùng viết tiếp, cậu chuyển sang trang mới. Yeah, bao kỷ niệm vẫn vương, cất bước đi từ trường. Những niềm vui hân hoan, thu sang cùng về lạ vàng. Tiếng trống kêu vang lên, giọng hát hòa và lời ca. Mai này hứa sẽ không trời xa, nắm tay nhau đi theo trời xa. Ta cùng chơi đùa, ta cùng chơi đùa. Ra mà nô đùa, ra mà nô đùa. Ta cùng bay, ta cùng chạy. Tuổi học trò đang nhớ chơi đùa cùng nhau hăng say. Tôi nơi đây, bước chân trên đường thanh thang, ước mơ bay xa cùng em đến những nơi miền quê vẫy gọi. Chào tất cả các quý vị khán giả, chúng ta đang trong chương trình Chào năm học mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Và chương trình năm nay chúng ta cùng lấy một cái tên, đó là Ngọn Hải Đăng của Hy Vọng. Và rất mong rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì một phần nào đấy chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau, cùng đồng hành về những cảm xúc, những trăn trở, những hy vọng, những tâm tư của hàng triệu những bậc làm cha, làm mẹ, của tất cả các em học sinh, các bạn học sinh trên cả nước, và đặc biệt là với lực lượng các thầy cô giáo đang tất bật chuẩn bị cho một năm học mới. Và cùng đồng hành với Hồng Nga ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của một gương mặt có lẽ cũng rất quen thuộc với rất nhiều người quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu. Anh được biết đến là tác giả của rất nhiều những cái đầu sách mà được cha mẹ cũng như những người quan tâm đến giáo dục đón đọc trong thời gian vừa qua. Vâng, Chí Hiếu xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Chào năm học mới, Ngọn Hải Đăng của Hy Vọng. Một năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Và với những người thầy cô cũng là những đồng nghiệp của Hiếu, thì một năm học mới luôn có rất nhiều những cảm xúc. Những cảm xúc rất là hân hoan, hy vọng về những lớp học mới, những đứa trẻ mà các thầy cô sẽ đón nhận, về những gì mà các thầy cô có thể thay đổi, đồng hành cùng các bạn ấy trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, một năm học mới cũng mang lại nhiều cảm xúc lo âu. Lo âu về một chương trình mới, lo âu về những cái cuốn sách mới, cũng như là những cái nỗi lo âu và trăn trở rằng liệu một năm học tiếp theo các thầy cô có đủ thời gian để làm được những điều tốt đẹp cho những đứa trẻ hay không. Vâng, và đúng như là anh Hiếu cũng có chia sẻ, rất nhiều những hy vọng, những mục tiêu mới, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đấy chắc chắn đang có rất nhiều những cái trăn trở, những cái tâm tư. Và em nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều thừa nhận người giáo viên chính là trái tim trong các nhà trường, trong các lớp học, là trái tim của giáo dục. Mọi những cái điều mong muốn của chúng ta đều là nhờ thông qua các thầy, các cô từng ngày lên lớp truyền đạt đến cho các em. Chính vì vậy mà ngay trước thềm của năm học mới 2023-2024, chúng ta sẽ bắt đầu cái chủ đề về khai giảng.
về chào mừng năm học mới bằng câu chuyện của trái tim ngành giáo dục là của những người thầy cô. Chúng ta cùng đón xem và lắng nghe những ý kiến của các thầy cô. Nhiều khi mình nản, cũng khá là áp lực, cảm giác như là quá sức. Đã nhiều lúc đã phải cáu là lao từ trong lớp ra và đập tay vào cái lan can. Nghĩ lại tôi cũng không dám chắc nó có phải là quyết định đúng đắn hay là không. Mình đã làm rất nhiều cách rồi mà sao vẫn cái sự tiến bộ nó vẫn không rõ rệt. Rất nhiều người bảo rằng đây là một cái quyết định sai lầm. Thực ra là cũng đã có nhiều lần có ý định chuyển đi. Hay là mình làm chưa đúng cách, hay là mình còn làm chưa được tốt, hay mình còn thiếu một cái gì đó, hay là cần một cái gì hỗ trợ. Cũng không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình nếu như là mình không để cho nó có ảnh hưởng. Và khi mình cố hết lớp học sinh này sang lớp học sinh khác thì những cái đó nó níu giữ mình. Và khi mà học sinh có những cái tiến bộ, đặc biệt là trong một thời gian khá là dài mà có tiến bộ vượt bậc. Thế thì sau những cái lần mà tự nói chuyện với bản thân như vậy, tôi cũng đã cảm thấy là bớt cái gánh nặng lần đi tiếp theo cái con đường mình đã chọn. Mà phụ huynh rất là mong chờ tiếp theo những cái thành công của con, thì mình cứ cố thêm một chút, và những cái cố gắng của các con, những cái hiệu quả đó nó làm cho mình thêm cái sự phấn khích và thêm động lực để mình tiếp tục công việc. Và cứ dần dần như thế thì cái ý định chuyển đi nó cũng mờ nhạt dần. Từ khi lớp 1 là con đã thấy bài toán và bài tiếng Việt nó hơi khó một chút, nhưng cô ấy đã giúp cho con học được lớp 1 ạ. Cô rất là tận tình, cô không chỉ là người cô giáo mà cô còn là người mẹ đối với bọn em. Bọn em chỉ cần nhận tình cảm từ thầy cô và bọn em cũng đáp lại như vậy. Cô giáo chủ nhiệm của em nên cười nhiều hơn một chút nữa, bởi vì mỗi lần mà khi mà cô cười thì cả lớp em đều cảm thấy như là cô sẽ có cảm giác dễ gần và cảm giác như là thân thiện hơn với cả bọn em rất là nhiều. Con không muốn cô thay đổi điều gì bởi vì cô quá tốt rồi, nên không cần, gần như không có ưu điểm nào cần phải sửa đổi hết ạ. Những người cũ đang cùng nhau tạo ra cái mới. Vì vậy, điều kiện quan trọng đấy là lực lượng nhà giáo cần phải tự đổi mới. Tôi cũng mơ ước rằng là học sinh của mình phải thật tài giỏi. Mong cho trường mình là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Đừng có giáo viên nào vì kinh tế gia đình hay là vì một cái vấn đề của bản thân cá nhân mà phải bỏ nghề. Một trong những từ mà Hiếu trong công tác của Hiếu vẫn thường nghe mà nó mang lại khá là nhiều những cảm xúc đối lập với nhau là chữ thay đổi. Với một số đội ngũ thầy cô thì chữ thay đổi lại mang lại những cái niềm hứng khởi, cảm hứng để đổi mới và sáng tạo. Nhưng với một số các thầy cô thì sự thay đổi lại mang theo nhiều lo âu. Nhưng Hiếu nghĩ rằng công tác giáo dục nó cũng không nằm ngoài trong cái dòng chảy của xã hội và thời đại. Và thay đổi nó là một cái hằng số. Câu chuyện nó sẽ là cái vị trí chúng ta công tác ở những cái lớp học chúng ta đang đảm nhận thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Và Hiếu nghĩ rằng hôm nay sẽ là những câu chuyện mở đầu chương trình chào năm học mới bằng câu chuyện về những sự thay đổi ở các trường mà các giáo viên đang công tác. Chính vì vậy mà trong chương trình khai giảng chào mừng năm học mới ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất muốn là mời được đến hai người thầy có thể gọi là đại diện cho hàng triệu các giáo viên của chúng ta ở trên cả nước. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin được cảm ơn thầy Minh đã nhận lời tham gia cùng chúng em chương trình này. Và ngồi ngay bên cạnh Hồng Nga, xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Trịnh Quốc Hùng. Thầy là giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn thầy ạ.
câu hỏi đầu tiên mà em cũng rất là muốn hỏi, mà em nghĩ là cái câu hỏi cũng của nhiều giáo viên và đặc biệt là của nhiều các bậc cha mẹ. Em có hai bé cũng đang đi học và cũng đúng một cái lứa là sẽ vào cái chương trình đổi mới 2018. Thì chúng ta cũng đã có hơn 3 năm để tiếp nhận và đưa dần những cái điều của đổi mới này vào trong cái thực tế hoạt động, tổ chức, quản trị cũng như giảng dạy và học tập ở nhà trường. Thì theo cái quan sát cụ thể là từ phía thầy Hùng, thì trường mình đang có những cái tiếp nhận những cái sự đổi mới này như thế nào, những cái nhận định và cái quan sát của thầy trong suốt 3 năm vừa qua? Em xin được kính mời thầy. Cái sự đổi mới nào của một vấn đề nào đó thì nó cũng đều ảnh hưởng chung, nhất là về vấn đề giáo dục. Thì riêng cái chương trình 2018 này đó, nó có nhiều cái vấn đề liên quan đến, thứ nhất là về học sinh, thì các em sẽ chịu tác động trực tiếp của cái kiến thức, sự dạy dỗ của thầy cô. Còn cha mẹ học sinh thì luôn luôn dõi theo cái điều đó để coi con em mình học hành như thế nào, và nhà trường, xã hội sẽ có sự tiếp nhận như nào đối với những cái thành quả mà con em mình học tập được. Thì nói chung cũng có khá nhiều khó khăn, nhưng mà đối với cái trường riêng trường của tôi đó thì cũng cố gắng lấy cái mục tiêu cuối cùng là làm sao để cho học sinh tiếp thu được kiến thức. Thầy cô cũng chịu sự cập huấn của nhà trường và của sở dục, và đồng thời cũng cố gắng tự bản thân mình cũng tự cập huấn để cố gắng làm sao truyền thụ tốt nhất cho các em. Em cũng xin có một câu hỏi cho thầy Minh ạ. Em thì làm được công tác thì làm việc với thầy cô rất là nhiều mỗi ngày, và các thầy cô cũng rất mong thay đổi. Vậy thì với trường đại học sư phạm Hà Nội thì cái công tác mà đào tạo những cái thế hệ giáo viên tiếp theo thì sẽ có những cái sự dịch chuyển gì để đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại mới? Chúng ta thấy rằng là cái vận hành đổi mới gốc rễ của nó là từ chúng ta thường dạy và học theo cách thức là chúng ta trao kiến thức là chính. Bây giờ chúng ta phải chuyển sang một cách khác. Trước đây học để biết gì, còn bây giờ học để làm gì, làm được gì là cái rất là căn cốt trong đổi mới của chúng ta. Thế thì không phải chờ khi có cái sự đổi mới của chương trình sau đó mới nhà trường đổi mới, mà nhà trường đã thay đổi từ khi năm 2014 đã bắt đầu cái vận hành thay đổi chương trình, tiếp cận theo một cách hoàn toàn mới. Tức là chúng tôi hướng đến từ các cái phẩm chất cơ bản của người giáo viên chứ không phải là của học sinh. Đấy. Sau đó là đến những năng lực cần thiết của một người giáo viên. Thì chương trình vận hành theo cái kiểu như vậy, và đến chính thức triển khai đồng bộ là năm 2018. Thế thì với cái cách tiếp cận như vậy thì khi sinh viên của chúng tôi đào tạo ra trường thì có lẽ cũng không phải là quá bỡ ngỡ về cái chương trình giáo dục 2018. Đấy là cái điều tôi cũng xin thông tin để chúng ta biết, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ tin tưởng các thầy cô. Nhưng mà em cũng rất là muốn hỏi thầy Hùng tiếp, và có thể là em cũng muốn hỏi cả cái chia sẻ và quan sát của thầy Minh, thì cái sự khác biệt cơ bản của những cái người giáo viên mà họ có thể đón nhận được cái sự thay đổi, và của những người giáo viên mà có thể họ sẽ gặp những cái kháng cự, những cái khó khăn, thì cái khác biệt nhất ở đây là cái điều gì? Vì nó cũng có thể sẽ trở thành một cái tham khảo rất là quý cho nhiều giáo viên ở trên cả nước, và đặc biệt là các giáo viên trẻ mới vào nghề chẳng hạn. Ai cũng nhận thức rằng khi mà có một sự thay đổi thì sẽ có những cái lực cản nhất định, và cũng khi có những cái sự chống cự nhất định. Điều này là điều đương nhiên, bởi vì trong đổi mới đều như vậy cả. Vấn đề như này nè, chúng ta thấy rằng là trong tâm thức của tất cả các thầy cô, trong đáy sâu của tình cảm các thầy cô đều mong muốn học trò mình tốt hơn mình, tiến bộ hơn mình. Đấy tôi cho rằng là điểm mấu chốt. Và cái việc để hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ, giải thích, người ta hiểu, người ta thấm, và khi người ta hiểu được điều đó thì người ta mới thay đổi được. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là những cái tác động của ngoài cảnh, chẳng hạn như cuộc sống, chẳng hạn như là thu nhập, chẳng hạn là những cái chi phối khác, nó là cũng là một lực cản, nó cản trở cái sự mong muốn thay đổi của người thầy cô. Cho nên muốn làm được điều này thì giải quyết đồng bộ cả hai vế. Vế thứ nhất đấy là giải thích, bồi dưỡng, hướng dẫn là một vế. Vế thứ hai nữa, tìm cách để nâng được cuộc sống người ta lên. Bởi vì chúng ta mong muốn một nhà trường hạnh phúc thì thầy cô phải hạnh phúc. Chứ thầy cô mà chỉ có lo lắng thì cũng rất khó để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ tiếp theo. Là xin tiếp theo cái ý của thầy Minh. Ngoài cái vấn đề mà thầy nói, thế nhưng mà giờ ví dụ một giáo viên
nếu chúng ta muốn đổi mới nhưng mà có những cái kéo ràng buộc kéo xuống, ví dụ như hồ sơ sổ sách nhiều quá, đúng không? Làm cho thầy cô phải cứ lao theo cái hồ sơ sổ sách đó thì nó không còn cái năng lượng để cố gắng theo đổi mới nữa. Và thứ hai nữa là ở khâu quản lý, ở đây quản lý không có gì cao xa đâu, nhiều khi chỉ là ở phía tổ hoặc là ban giám hiệu của trường đó, tùy theo cái cách quản lý mà thầy cô có thể có một cái năng lượng đổi mới tốt hơn. Ngoài cái chuyện mà tùy theo lứa tuổi như cô vừa nói đó, thì thầy cô có thể tùy theo cái sự quản lý đó mà cái cách đổi mới thầy cô có thể nhanh hay chậm, kịp hay không kịp. Nhưng mà cuối cùng thì nói thật ra với ngành giáo dục ta, không có chương trình đổi mới này thì bản thân thầy cô cũng phải cố gắng đổi mới để theo kịp với thời đại, theo kịp học trò của mình. Trong những cái trao đổi mở đầu cho cái lễ khai giảng, thực sự rất là muốn cảm ơn tất cả các thầy cô, những người đã dũng cảm chọn một nghề em nghĩ là không dễ tí nào. Rất là vất vả và nhiều tâm tư. Và những cái lực lượng mà ngay từ cái thời điểm đầu năm 18 tuổi đã chọn bước chân vào ngành sư phạm, đặt một cái nền móng để mà thực hiện cho những cái sứ mệnh của người làm thầy, của làm giáo dục. Nhưng mà trong thời đại ngày nay cũng có rất là nhiều người mà có thể ban đầu tiên thời điểm 18 tuổi chưa chọn nghề, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái quá trình công tác của mình thì cái tiếng gọi làm về con người, làm về giáo dục lại đánh thức. Và bây giờ trong trường quay cũng có một người như vậy, thì chắc là sẽ mời anh Hiếu sẽ có thể kể tiếp một cái câu chuyện về sau ở trong chương trình được không ạ? Thực ra thì bản thân Hiếu là một người học 10 năm về kinh tế và tài chính. Nhưng có thể là bởi vì mình lớn lên trong một gia đình mà rất nhiều bố mẹ, cô dì, chú bác là giáo viên, kể cả ông ngoại cũng là thầy đồ ngày xưa. Và lớn lên thực sự là những cái năm đi học tiểu học của mình thì mình không phải là học sinh giỏi xuất sắc, nhưng thực sự là có những thầy cô trao cho mình cái niềm tin, yêu thương, dìu dắt để mình có những cái cơ hội để mình tin vào chính mình hơn. Và có lẽ từ những cái căn rễ đó mà khi 26, 27 tuổi sau 10 năm du học thì quyết định về Việt Nam và chọn con đường giáo dục. Và càng ngày Hiếu càng mừng là có rất nhiều bạn trẻ bây giờ có thể giáo dục không phải là cái duyên đầu của họ. Các bạn ấy không chọn giáo dục những năm 18 tuổi khi chọn trường đại học, nhưng các bạn ra đời đi làm và có những rẽ ngang và chọn giáo dục là bến đỗ của các bạn. Và tiếp theo sẽ một phóng sự về trong những bạn trẻ, một trong những thầy giáo trẻ cũng đã chọn giáo dục là một không phải là duyên đầu mà là một con đường để đi theo trọn đời. Tôi là Phạm Việt Dũng, giáo viên dạy vật lý tại Hà Nội. Bằng sự trải nghiệm của cá nhân qua các môi trường đại học, tôi đến với giáo dục khi đã bước vào tuổi 30. Khi mà bắt đầu muộn thì mình lại có quyết tâm lớn, thế nên là cái tốc độ đi của mình cũng khá là cao. Tôi tự đánh giá bản thân là một người học qua trải nghiệm, action before content, tức là hoạt động trước khi mà đưa đến nội dung. Thì đây là cái mức độ 1. Không có điện đúng không? Nó khác với cái đuôi đèn bình thường là phải có hai cái dây. Trong một số trường hợp chúng ta không cần phải đến dây dẫn. Tôi cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi một câu do một giáo sư vật lý rất là nổi tiếng của đại học MIT của Mỹ, Lewin, thầy nói rằng là tất cả các giáo viên vật lý mà làm cho môn vật lý nhàm chán thì đều là tội phạm. Tôi nghĩ rằng đấy là một câu mà tôi luôn luôn ghi nhớ ở trong đầu và luôn cố gắng làm cho các bài giảng của tôi làm thế nào nó hấp dẫn nhất, vui nhất để các bạn ý thực sự là thích học và học một cách tốt nhất. Cách thầy truyền đạt nó rất là mới lạ và nó mang cái sự trẻ trung của người trẻ, thì nó sẽ giúp bọn em cảm giác là dễ vào đầu hơn và cảm giác dễ học hơn, hứng thú hơn. Cách học đấy thấy rất vui, sáng tạo và cũng không phải lằng ngoằng kiểu phải viết chữ nhiều. Cái quá trình học tập đó hay học hỏi đó, nó sẽ không chỉ là từ phía học sinh với thầy cô, mà nó còn là quá trình học hỏi và khám phá ngược lại của cả thầy cô với các con nữa. Thông qua các hoạt động triển khai mà học sinh chính là đối tượng lĩnh hội thì thầy cô cũng tự rút kinh nghiệm và cũng có thể tiến hành vừa điều chỉnh vừa bổ sung thêm những cái bài học cũng như là những hoạt động mà sẽ triển khai cho các con. Vừa mới hoàn thành xong một cái sản phẩm gọi là cái hộp cát tương tác. Hồi còn nhỏ thì tôi được đánh giá là một bạn trẻ khá là hiếu động và khó tập trung. Nhưng mà đến bây giờ thì mình lại trở thành một thầy giáo. Và lần đầu tiên được gọi là thầy, lần đầu tiên được phụ huynh gửi thiệp chúc mừng vào ngày 20 tháng 11. Và cái tấm thiệp đấy thì giữ mãi ở trong cái hộp kỷ niệm. Đấy là một cái hành trình mà khi mà tôi nghĩ lại thì nhiều khi là
cảm thấy khá là xúc động về chính cái mà mình đã trải qua. Chào Dũng, thật ra là khi biết về câu chuyện của Dũng thì là mình cũng bồi hồi nhớ lại những năm 27 tuổi về Việt Nam và chọn giáo dục phổ thông. Trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ, gia đình và rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp thì tất nhiên mỗi người sẽ có một câu chuyện và một lý do riêng. Vậy thì cũng muốn nghe Dũng chia sẻ là vì sao lúc đầu không chọn giáo dục nhưng mà ở giữa những năm 20 tuổi thì là quyết định quay về Việt Nam và chọn ngành sư phạm. Đầu tiên thì em xin kính chào thầy Minh, thầy Hùng và hai anh chị. Hôm nay thực ra là em cũng rất là vui khi mà được gặp lại thầy Minh và ngồi đây trò chuyện cùng với lại các thầy và các anh chị, bởi vì thầy Minh thì là thầy của em khi mà là em thầy Minh vâng, từng là thầy của thầy Dũng luôn. Dạ vâng, thầy của em khi mà em ở Đại học Sư phạm Hà Nội. Về cái quãng đường đi của em, tại sao cuối cùng thì lại chọn nghề giáo. Em thi vào Bách khoa xong rồi lại thi được đại học, thi được học bổng sang NTU học ngành vật lý và vật lý ứng dụng. Nhưng mà sang bên đấy thì lần đầu tiên một cậu trai trẻ đi nước ngoài thì thấy là nước của họ rất là phát triển. Thì bước sang bên đấy là mình bị choáng ngợp. Và em lại có một cái câu hỏi là ủa tại sao họ lại có thể phát triển như vậy? Thì về sau mới nghĩ ra là giáo dục là một phần rất là quan trọng. Và em nghĩ rằng là đây có thể là một trong những cái chìa khóa để làm cho đất nước đi lên. Thì sau một thời gian đấu tranh rất là dài các thứ thì cuối cùng là đến một cái lúc nào đấy đầu óc của mình là chỉ nghĩ đến việc là phải về Việt Nam làm giáo dục thôi. Và cuối cùng thì quyết tâm là ôn thi lại sau 8 năm. Nhưng mà có một cái thời điểm nào mà nó thách thức cái nghề sư phạm, mà xét về mặt cá nhân là cũng có những cái lúc mà các thầy cảm thấy nản lòng hay là cũng muốn bỏ ngang và chọn một cái lựa chọn khác cho sự nghiệp của mình không? Khi mà em về Việt Nam thì nó rất là trong sáng và theo cái kiểu là mình nghĩ là mọi thứ nó rất là dễ, kiểu mình về mình sẽ góp phần thay đổi giáo dục Việt Nam. Nhưng mà em thấy là càng đi thì em càng ngày càng khiêm tốn hơn. Bây giờ mình gọi là góp phần nhỏ được chút nào hay chút đấy, mình cố gắng với từng bạn một, với từng lớp một, và mình cố gắng từng cái bài giảng của mình. Em thấy ánh mắt thầy Hùng đang xa xăm lắm. Thì thực ra trong cái suốt quá trình làm nghề, tính ra từ năm 85 tới giờ thì nó thực ra rất nhiều thăng trầm. Nhiều khi mình nghĩ là bây giờ mình dạy cứu này lương 3 đồng một cọc không bớt bao giờ mới khá được. Thậm chí một cách đơn giản thôi là không biết bao giờ mua được chiếc xe. Nhưng mà thực ra chưa bao giờ có định đổi nghề. Tại vì mình đã chọn rồi, mình thấy mình làm nghề này được. Có thể là lúc đó nó có thể mình dạy cũng chưa có hay hoặc là chưa thu hút gì, nhưng mà mình thấy mình dạy được. Và kinh tế nó còn khó khăn thì nó cũng là cái chung. Còn cái ngành giáo mình khó hơn một chút người khác một chút nữa thì thôi mình ráng chịu một chút. Thì em thực sự muốn đặt ra một câu hỏi là đặc biệt ở cái giai đoạn này, khi mà một con người thực ra là có nhiều lựa chọn về công việc hoặc thu nhập ở trên thị trường, cái điều gì mà đứng trước tất cả những cái vất vả đôi khi là cũng có phần cay đắng tủi thân đấy mà vẫn neo đậu lại được để mà thôi thì lại gạt nước mắt hoặc gạt mồ hôi, mình lại tiếp tục với học trò của mình, mình lại tiếp tục cái năm đấy, cái ngày đấy để lên lớp, cái điều gì là điều neo đậu mình? Em thực sự rất là muốn hỏi cái mỏ neo đấy trong nghề giáo, kể cả nhất là thầy Minh, thầy quan sát rất là nhiều thế hệ học trò của thầy. Có những lúc chúng ta nhìn nhận nhau trên một con mắt trong một cái thời cuộc, và có những lúc chúng ta chỉ đem so sánh những cuộc sống, những cái tiền bạc hoặc những cái gì như là thước đo của những điều khác. Khi ra trường thì tôi là người công tác ở Tây Nguyên và tôi tiếp cận được với những học sinh dân tộc ở các cái làng bản rất là xa xôi, rất là lạc hậu lúc đó. Lúc đó tôi không bao giờ dám mặc áo trắng, bởi vì giặt xong là màu không còn trắng nữa, để nói rằng là đã trải qua tận cùng của những khó khăn thì những khó khăn sau này không là gì cả. Đấy là cái điểm mà tôi muốn chia sẻ. Có lúc nào nản không? Rất nản. Có những lúc chúng ta là con người, có những lúc chùa tôi cũng không phải là gọi là trung chiêng đâu, mà có những lúc chúng cảm giác là như là có lúc như là thất vọng. Nhưng mà vượt qua đấy là gì? Cái gì bạn hỏi một cái ý rất hay, để cái gì neo đầu lại,
Bởi vì trong cái ánh mắt của học trò của chúng ta, người ta đang trông chờ chúng ta. Thì sau này khi mà tôi quay trở lại Tây Nguyên thì tôi gặp một cái học trò của tôi, thì vào tại ở một cái bạn thì nói rằng tại sao là em không xin về ở trung tâm về công tác ở đây lâu. Nó bảo khi mà em đi đấy thì không biết ai sẽ là cái người dìu dắt cái các em về sau được. Cho nên có không phải là chỉ có tiền bạc mà níu kéo người ta, cái nữa là cái năng lòng, cái tình cảm. Nhưng để cái đấy nó lâu dài, nó bền chặt thì cần có điều kiện, chứ không phải là không. Với sinh viên hiện tại đấy, hoặc là những cái bạn mà đang ra nghề hoặc là trong trường, tôi thì tiếp cận về đến bây giờ là mười mấy cái thế hệ sinh viên của nhà trường, thì ta thấy như này, ở trong đó nếu chúng ta khơi dậy được cái tình cảm, cái trách nhiệm của một con người, thì thế hệ trẻ người ta cũng dấn thân chứ không phải không. Thực ra thì em nghe các thầy chia sẻ cũng như nghe Dũng chia sẻ thì em lại quay lại hai cái chữ thay đổi ở đầu chúng ta đưa lên. Và thực sự thay đổi nó có thể làm mọi người có cảm hứng, nhưng cũng có thể làm vắt kiệt sức của một người nào đó. Nhưng mỗi lần, và bản thân em thực ra nói một cách công tâm, thì mình cũng có nhiều những lựa chọn hơn, và cũng có đôi lần thực sự là rất muốn quay về con đường kinh tế tài chính. Và đôi khi có những cái hành xử của phụ huynh cũng làm mình hơi chùn lòng một tí xíu. Nhưng mà cái mà neo đậu đến giờ, và em nghĩ là nó cũng là cái tiếng nói chung của mọi người, đó là trước sự thay đổi làm chúng ta dễ chùn lòng, thì chúng ta hãy nhìn sự thay đổi của những đứa trẻ, biết là chúng ta có cái tường minh, cái minh triết để nhận ra những điều chúng ta không thay đổi được, nhưng mà có sự dũng cảm để theo đuổi những thứ mà chúng ta có thể thay đổi được, và có một cái trí tuệ để phân biệt được giữa hai điều đó. Vậy thì với những người giáo viên, nếu chúng ta bớt đổ lỗi, đổ thừa cho những điều mà chúng ta cũng khó thay đổi, nhưng chúng ta tập trung theo đuổi những cái thứ mà chúng ta có thể thay đổi được, và cái điều mà chúng ta có thể thay đổi được đó là ngày mai lên trên lớp sẽ làm gì với những đứa trẻ, thì người đó là một trong những cái neo đậu. Tuy nó rất là đơn giản, bình thường thôi, nhưng với em nó rất là mạnh mẽ. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của thầy Minh, thầy Hùng, thầy Dũng và của thầy Hiếu nữa. Và ngay một cái bức ảnh vẽ ở bên sau các thầy, mình có thể nhìn thấy là ngọn hải đăng của hy vọng, cũng là cái tên mà chương trình mà lễ khai giảng năm nay muốn chọn. Tức là bọn em cứ hình dung là con đường mà các thầy, các học trò, các cha mẹ đi đúng như ở ngoài biển vậy. Có lúc rất là đẹp, rộng lớn, mênh mang, tràn đầy ước mơ, hy vọng. Nhưng có những đêm cũng sóng gió chứ. Thế nhưng mà cái mà giữ được mình, nó phải là cái ngọn hải đăng của niềm tin, của cái sứ mệnh. Mình làm việc cho con người, cho cái sự thịnh vượng và cho cái sự sinh sôi tiếp theo của cái sự tiến bộ của xã hội. Một lần nữa xin rất là cảm ơn tất cả các thầy, và có thể xin chúc các thầy một năm học mới thật là mạnh khỏe và có nhiều tình yêu nghề hơn, lúc nào cũng nhớ được cái động lực để có thể làm giữ được sáng tạo và cũng giữ được cả tinh thần trước rất là nhiều tiểu yêu nhỏ, đúng không? Các học trò ở trên lớp xin được cảm ơn các thầy rất là nhiều ạ. Những lúc chỉ có một mình tôi nghĩ về tương lai xa, tôi nghĩ liệu tôi sinh ra rồi cuộc đời làm chi. Bao nhiêu mơ ước ngày nào lúc bé mình mơ ngày thơ, sao lớn lại không dám mơ, cơn mơ chợt vụ tan. Thời gian thấm thoát trôi, năm nay tôi 20, sợ nhiều thứ diễn ra trong đời, sợ không biết liệu rằng có đi sai đường, sợ đau sợ vấp ngã. Bước chân ta đi thật xa, lưu lại những vết xước trên con đường này. Nhiều người bảo tôi hay là thôi đi, nhưng là ngưng được bước chân kia thôi đi. Hay để tôi được bước qua những thử thách ở trước ta, cho đến khi đã lướt xa tôi ngày qua. Ê, ê trong gai à, không hề sai à, đứng dậy vượt qua để nói rằng tôi là ai. Tôi vẫn bước tiếp, bước chẳng dừng, bước 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 tiếp, bước chẳng dừng. Vì thanh xuân tôi đâu thể mua nên tôi đâu để thua. Có vấp ngã thì cũng chẳng dừng, thành công là thứ tôi không thể đưa. Vì đằng sau cha mẹ đang chờ, tôi luôn phải sống cả cho những gì mình đang mơ. Bước tiếp, bước cả cho những mảnh đời không may, nhưng vẫn tâm mình có gì ở trong tay. Bước cứ bước đi, bước cứ bước đi, để lên cao còn quang mang. Điều gì sao cứ đứng yên,
bước những bước đầu tiên. Đi 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 rồi sẽ đến, không quan tâm thế nào, cứ thế mà đi dẫu có ra sao. Tôi là Trịnh Thị Liên, giáo viên hiện đang công tác tại trường phổ thông cơ sở xã Đàn, Hà Nội. Tôi bắt đầu công việc từ năm 2003, được 20 năm. Công việc chủ yếu của tôi là dạy lớp hòa nhập tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Với mỗi trẻ thì sẽ có những khó khăn riêng. Ví dụ như những cái trẻ mà có hạn chế về nhận thức thì cái việc mà học văn hóa thì đôi khi nó sẽ là một cái rào cản, bởi vì bao giờ các con phải tư duy. Thế còn với những bạn mà có những cái hạn chế về tâm lý thì rất là căng thẳng khi mà các bạn đi thay đổi môi trường hoặc là khi gặp bất kỳ một cái tác động nào xung quanh. Các chuyên gia hay nói với nhau là dạy một học sinh khiếm thính hay là dạy một học sinh khuyết tật thì được tính như là 5 học sinh bình thường. Chúng tôi, những người trong cuộc thì thấy rằng là không chỉ 5 mà có khi còn lớn hơn. Cái công sức những người dạy trực tiếp các con bỏ ra nó không kể bằng thời gian lên lớp hàng ngày được. Nó là sự lao tâm khổ tứ, thường suy nghĩ của các con mới tìm ra phương cách làm tốt nhất cho các con. Bọn mình hay gọi là trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ví dụ như là về hành vi thì sẽ can thiệp hành vi cho các bạn nhiều hơn. Thế còn về ngôn ngữ thì sẽ chỉnh âm này, rồi là luyện âm này, hoặc là dạy đọc, dạy nói. Các bạn nhìn lên chủ đề hôm nay chúng ta tìm hiểu nào. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Thực sự là mình đã muốn chuyển trường 4 lần. Thì có 2 lần là mình đã làm hồ sơ, một lần là mình đã sang dạy. Thế nhưng mà những lần đó là thực sự là trong tư tưởng của mình cũng nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Có những bạn mà đã quen với mình rất rất lâu rồi, bây giờ mà chuyển sang một thầy cô khác thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen. Thì những cái đó nó níu giữ mình, và khi mà học sinh có những cái tiến bộ, cố gắng của các con, những cái hiệu quả đó nó làm cho mình thêm động lực để mình tiếp tục với công việc. Và cứ dần dần như thế thì cái ý định chuyển đi nó cũng mờ nhạt dần. Là một người giáo viên thì cái nhiệm vụ của mình đó là đào tạo con người, nhìn vào sự cố gắng của học sinh, nhìn vào hiệu quả mà công việc mình mang lại sẽ giúp cho mình có những cái động lực để mình có thể bước tiếp. Và chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mỗi ngày thêm một chút, chúng ta sẽ giúp được rất nhiều cho học sinh và các con. Kính thưa tất cả các quý vị, thú thực là dù ở Hà Nội và cũng có điều kiện công tác, được thăm và được làm việc cũng với nhiều trường, với cái bối cảnh của giáo dục. Thế nhưng mà để mà thực sự trải qua, để thấu hiểu được hết tất cả những cái khó khăn cũng như những cái nghị lực mà các thầy cô giáo trực tiếp cần phải giảng dạy các em có những cái khuyết tật về học tập, và đặc biệt là một cái bối cảnh giáo dục hòa nhập, cũng không phải có thể biết dùng cái từ gì để có thể nói được hết cái lòng thán phục với cả các thầy các cô. Và ngay trong cái trường quay của cái lễ khai giảng đầu năm thì chúng tôi cũng rất là muốn mời đến một giáo viên như vậy. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Trịnh Thị Liên tới từ trường phổ thông cơ sở xã Đàn của thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu cô Liên ạ. Và một cái câu chuyện mà tháng 11 năm ngoái, có một hình ảnh trên mạng của hai cô trò ôm nhau trong sân trường. Và đó là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên của trường
phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Sơn, huyện miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi, và cô học trò là Hồ Thừa Huệ, đang học lớp 12 trường trung học phổ thông Trà Bồng, Quảng Ngãi. Chương trình cũng rất là vinh dự có được sự tham gia của cô Thảo bay từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội để tham gia chung chương trình ngày hôm nay. Một người phụ nữ trong một trang phục rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, xin được giới thiệu cô Pòng Thị Oai. Cô Oai là giáo viên của trường mầm non xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Em nghĩ rằng như các cô có chia sẻ là đã làm giáo dục thì có thể bất cứ một công việc nào nó cũng có những khó khăn riêng của nó. Em chỉ muốn ghép thầy cô, các cô ngồi nhìn lại một cái thời điểm nào đó mà thực sự là cụ thể, mà các cô thực sự cũng đặt lên bàn con câu chuyện là đi hay ở, là ở lại với cái trường này, với cái lớp học này, với học sinh này, với nghề này, hay là đi sang một nơi khác, hoặc thậm chí là đi sang một cái ngành nghề khác. Năm đó là năm 2013, sau khi mà mình sinh con thứ ba xong, thì có rất nhiều cái áp lực xung quanh làm cho mình cảm thấy là mình khó thể trụ được. Thế thì lúc đó mình cũng mất một thời gian có thể là gọi là hơi bị trầm cảm một chút. Thế sau khi mình đi làm trở lại thì bắt đầu gặp những phụ huynh và học sinh. Các con thì vẫn hỏi cô là cô ơi cô đi làm chưa, rồi phụ huynh gọi điện hỏi. Thì khi mà mình đến lớp thì mình thấy được là phụ huynh bắt đầu tin tưởng và mong là cô trở lại, và người ta hy vọng là mình có thể giúp cho con người ta. Cái mà người ta tưởng là thôi con mình thôi thì được đến đâu hay đến đấy, không có hy vọng gì về học hành nữa. Thì bằng cái sự cố gắng của mình cũng như là của mọi người thì các con đã có một chút hy vọng. Và cái hy vọng đó phụ huynh bắt đầu nhen nhóm dần lên, thì đó cũng là những cái động lực để cho mình cảm thấy là mình nên tiếp tục công việc của mình đang dang dở. Thì đó cũng như là một cái hào quang để cho mình hướng tới, nó như kiểu là một cái sự tự hào. Em may mắn hơn những bạn đồng nghiệp khác, đó là trường của em là một huyện miền núi, nhưng là ở trên địa bàn là em là nhà trong huyện. Nên là đến nay thì công tác 18 năm thì trong cái suy nghĩ của em cũng chưa bao giờ là mình nghĩ là mình sẽ bỏ nghề hay là mình gặp cái khó khăn gì. Nhưng mà trong những cái chuyến mà thiện nguyện mà để đi lên những cái vùng cao hơn của huyện á, để hỗ trợ những cái trường của bạn á, thì thật sự ra là cũng có được nghe những cái tâm tư nguyện vọng của các bạn rất là nhiều. Các bạn ở trên đó thì đường đi thì rất là khó, thật sự khó. Nhiều lúc là lên là phải ở một tuần đến hơn tuần mới về nhà một lần. Rồi nhiều lúc nhiều bạn là có con nhỏ là phải để ở nhà đó. Nên là những bạn nhiều lúc cũng rất là nhiều bạn là cảm giác như là muốn bỏ nghề. Bởi vì là mấy bạn tâm sự là lương thì rất là thấp. Không đủ trang trải cuộc sống nếu mà phải sống hơi nơi. Rồi cảnh mà con thì nhỏ, đến tuổi đi học thì không ai lo. Rồi địa hình thì cách trở như vậy. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi. Nhưng mà bởi vì huyện nhà thì luôn tạo những cái điều kiện tốt nhất cho các bạn. Thế nên bây giờ đến thời điểm này thì nói chung là em nghĩ là tất cả giáo viên trong cả nước, chứ không phải là riêng cái miền núi như tụi em, thì cái tình yêu nghề nó vẫn đẹp ở đâu đó trong tâm hồn tụi em. Và tụi em vẫn trân trọng cái nghề mình đã chọn, dù là mỗi nơi sẽ có một cái khó khăn riêng. Bản thân em ấy thì là cũng có con nhỏ, thì là em sẽ gửi con từ chiều chủ nhật để đi vào bản, đến chiều thứ sáu em mới về. Thì với những cái khó khăn đấy thì em, bản thân em ấy chưa bao giờ có cái suy nghĩ là em sẽ bỏ cuộc dưới trường hoặc là như thế nào đấy. Chưa bao giờ em suy nghĩ đấy. Em luôn cố gắng, vì ở bên cạnh đấy thì vẫn có gia đình luôn giúp đỡ. Và qua đấy thì em cũng động viên các bạn đồng nghiệp, thì bởi vì em là dân sở tại ở đấy, em sinh ra và lớn lên ở đấy và em làm việc ở đấy, thì em là rất là may mắn hơn là các bạn đồng nghiệp của em, là các bạn từ quê ở Hòa Bình, Thanh Hóa và Sơn La. Thì với vì sao các bạn ấy là từ nơi khác các bạn đến công tác mà các bạn không có cái suy nghĩ đấy, thì tại sao mình là bản thân mình là dân sở tại, thì tại sao mình lại em chưa bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ bỏ nghề. Mình có thể không chọn được nơi mình sinh ra,
nhưng mà mình có thể chọn được tương lai sau này của mình là bằng cách là mình phải học, phải cố gắng học để phát triển bản thân mình nhiều hơn. Mong muốn của tôi là sau này học sinh của tôi lớn lên là trở thành người có ích cho xã hội. Tôi tên là Bồng Thị Oai, tôi đang công tác tại điểm trường Hồi Púng của trường Mầm Non Pát Tần, xã Pát Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Quãng đường của tôi từ nhà cho đến điểm tôi dạy thì là 20 cây. Cái đường đi thì là nó phải đi qua rất là nhiều đồi núi. Học sinh mầm non thì là các bạn ấy cũng rất chi là thích đi học. Bắt đầu từ là khâu tự phục vụ mình, học được các kỹ năng sống như là chào hỏi. Các bạn cũng học được từ chữ cái o a đầu tiên. Các bạn ơi, các bạn nhìn lên đây xem. Cái gì đây các bạn? Cái gì đấy nhở? Cái bác. Cái bác. Rồi, rất là giỏi nào. Từ mầm non trở lên này là các con đã thích đi học ấy, thì là lớn lên ấy, ví dụ đi học cấp 1, cấp 2 thì là các con cũng sẽ rất chi là thích đi học. Vợ mẹ ăn cơm à? Xong rồi ông bà đi lấy mang con đường nhiều hôm nay. Ông đi lấy sang không? Họ có thể cho những cái con bao trả lụt và để chế hạn để bao cái con nọ của họ thoát lụt để bao kia cái nọ khó ha. Chạy. Trời mà mưa ấy không gọi được cho con thì rất chi là nhớ con. Đấy là rất là tủi thân. Sáng hôm sau ấy là nhìn thấy các bạn nhỏ đến lớp ấy thì mình cảm thấy như là cũng nhìn thấy con của mình ấy, thì lúc đấy thì cảm xúc của mình nó cũng bất nhớ con đi, bởi vì nhìn học sinh mình cũng như là nhìn thấy con của mình. Cô Oai thì là được bà con nhân dân rất là yêu quý. Hàng ngày phụ huynh thay nhau đến điểm trường nấu cơm cùng hỗ trợ cô giáo để các cháu được ăn cơm ở trường. Tôi rất chi là yêu cái mảnh đất mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tôi không có ý định là tôi sẽ đi chuyển đi cái chỗ khác mà nó được thuận lợi hơn hoặc là nó đầy đủ tiện nghi hơn. Tôi muốn là truyền cái nhiệt huyết cho học sinh là sau này các con dù có đi đâu hoặc là có thành công ấy thì mình cũng quay về cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên để cống hiến. Chiều giọt mưa rừng thầy cô.
theo cây rừng dẫn lối, xa xa cổng trường nơi em nghe có tiếng thầy cô rất thương và rất hiền, em nghe có tiếng mùa đông rất vui từ sân trường giúp em bước bước thật mau, em ước cho mai sau ngày em khôn lớn thật mau, được làm cô giáo Nhiều khi nghe những cái chia sẻ khó khăn của các cô ấy, thì đôi khi mình nhìn lại chính những khó khăn của mình, mình thấy cái khó khăn của mình sao nó bình thường quá. Và nhiều khi mình tự hỏi là mình mà trong cái tình huống, cái cuộc sống các cô, liệu mình có đủ cái nghị lực để mà thậm chí là không phải là có suy nghĩ nghỉ nghề mà tiếp tục, mà là thậm chí chưa bao giờ có một cái suy nghĩ là mình sẽ bỏ nghề hết. Và cũng hy vọng là những cái chia sẻ của các cô nó cũng sẽ chạm đến trái tim đâu đó của các thầy, các cô. Và cũng nhân cái câu chuyện này thì Hiếu cũng mời các cô xem một cái đoạn video ngắn gửi đến một món quà. Vâng ạ, xin mời chương trình ạ. Tên của trường đầy đủ là Trường Phổ thông Dân tộc Bán Trú Trung học Cơ sở Trà Sơn. Đối tượng học sinh của nhà trường 98% là dân tộc thiểu số, mà cụ thể ở đây là các em là người đồng bào Co. Em Giang là bị bệnh lút ban đỏ. Khi em bước vào trường là vào ban lớp 6. Điện con là không được ra nén. Nếu ra nén là sẽ tắt ban đèn đỏ. Điện con nó có lúc nó đau không? Mẹ con không? Dạ, tối tầm khuya khuya đó, con tức ngực, nếu con nằm xuống là con không được ngủ, con sẽ không được thở, chỉ có là ngủ ngồi nó mới đỡ phần nào thôi. Sách vở và mua quần áo cho con, mua dép cho con, là con đỡ lo phần nào. Cô Thảo ăn ngủ con, xong động viên con học hết, hết lớp 12 xong, cô bảo là cứ học đi, đừng có lấy chồng sớm. Học xong, con nghề xong rồi hãy lấy chồng. Vô hình, nhưng nó rất là nhỏ bé, nhưng mà nó lại rất là mạnh mẽ. Thì em cũng muốn nhân câu chuyện của cô Thảo, cũng như là câu chuyện của cô Liên và cô Oai. Vậy thì trong những cái lúc khó khăn đó, dù chúng ta có muốn nghỉ hay là chúng ta không muốn nghỉ, thì cái điều gì là một cái điều cốt lõi nhất mà nó neo đậu, nó ghim chúng ta, nó làm cho chúng ta mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng rất là hạnh phúc đi theo cái nghề này? Thật ra thì hoàn cảnh của hai em học sinh này chỉ là hai trong số rất rất là nhiều các hoàn cảnh khó khăn của học sinh, mà nhất là học sinh miền núi. Nhưng mà nếu mà nó là cái gì mà để tụi em có thể là cố gắng vượt qua, cố gắng đi con đường nghề nghiệp của mình hay là giúp đỡ các em, thì em nghĩ chỉ hơi từ, đó là tình thương. Tình thương ở đây là đối với tình thương của thầy, cô đối với các em. Đó là tình thương giữa con người với nhau. Nói chung là trong quá trình mà chúng ta sống, chúng ta có những khó khăn cụ thể, nhưng mà sẽ bên cạnh đó chúng ta vẫn hãy hy vọng, hãy ước mơ là sẽ luôn luôn có những cánh tay giơ chúng ta. Không chỉ riêng thầy cô đâu, mà cả xã hội này sẽ có rất rất là nhiều người sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua. Chỉ mong các con là thật sự cố gắng để đến trường. Đó là mong ước lớn nhất của các thầy cô. Nhiều lúc thì em cũng thấy nản những cái lúc mà con bị ốm ấy chị. Nhưng mà cũng có một ít chút suy nghĩ là nó cũng hơi tủi thân, nhưng mà vẫn cố gắng để vượt qua khó khăn.
để khi mình đến lớp ấy thì mình nhìn thấy các con ấy thì cũng cảm thấy như là các con cũng là con của mình. Thì bây giờ là mình ở trên trường, trên lớp thì là mình là chăm sóc yêu thương các con của phụ huynh ấy như con của mình. Thì con mình đến trường thì là cũng được các cô chăm sóc cũng như con của mình. Nên là cái đấy là cũng là động lực cho em ạ. Mình cũng có những cái tình cảm, những cái suy nghĩ giống như bạn Thảo và bạn Dầm đây. Thì mình thấy là bằng tình yêu thương các thầy cô cũng sẽ vượt qua được những khó khăn. Bằng tình yêu thương các thầy cô sẽ cố gắng để mình đổi mới bản thân và làm cho các con có những cái tiết học hấp dẫn hơn. Và với những cái dòng tin nhắn, cô ơi con được 98,5 điểm đỗ đầu thủ khoa, đầu ra của Đại học Mỹ thuật. Thì đó là những tin nhắn mà động viên tôi rất là nhiều và cũng là động viên những cái học sinh khác đang có những cái hoàn cảnh khó khăn có những cái mục tiêu để vươn lên trong cuộc sống, trong tương lai của mình. Để đến được một trường học hạnh phúc thì cần những người giáo viên hạnh phúc. Nhưng mà để hạnh phúc thì đôi khi chúng ta không cần quá nhiều thứ. Tất nhiên được cái gì thì tốt cái đó, nhưng đôi khi chúng ta không có những thứ mà chúng ta cần, nhưng có một thứ mà chúng ta có thể tự tạo cho mình được và trao cho người khác, chính là cái yêu thương. Và qua câu chuyện của ba thầy, thầy Minh, thầy Hùng, thầy Dũng và cả ba chuyện của ba cô, thì cái chữ yêu thương nó cứ neo đậu mãi trong cái tâm thức, trong câu chuyện, trong cách mỗi ngày đến lớp và mỗi ngày về nhà của mỗi người giáo viên. Và có một cái điều rất là đặc biệt nữa mà em cũng muốn tiếp lời của anh Hiếu là những cái điều phi thường nhỏ bé này nó hay ở một cái điểm là các cô làm một nghề mà có thể phải rất nhiều chục năm sau mới có thể nhìn thấy cái hoa trái của mình. Thế nhưng mà một cái niềm tin có thể gọi là rất là khó để nhìn thấy, nhưng mà nó mạnh mẽ và nó âm ỉ vô cùng để mà có thể thúc đẩy mình đi trên một cái con đường đấy. Và em nghĩ rằng là hầu hết đều nhân loại đều rất là dễ để đồng ý rằng là tình yêu là một cái lực rất là mạnh. Mà đúng là bằng tình yêu thì các cô đang gieo những cái mầm rất là tuyệt vời ở trong tương lai. Thì một lần nữa rất là cảm ơn các cô, những người phụ nữ đều đang hàng ngày tạo tác nên những cái điều phi thường nhỏ bé đó. Chưa đừng ngại rồng, ta lại tăng ga băng qua từng ngày tăng ca vì có tim đam mê vẫn cứ ngược từng ngày dài. Cũng đã có lúc chúng ta muốn từ bỏ công việc và cũng đã có lúc chúng ta muốn thoát ra khỏi việc chạy theo dòng người và phải luôn mỉm cười. Muốn nơi xa xôi trả lời rằng tôi là ai? Bao nhiêu là gian nan, bao khó khăn và thử thách, bên những trải nghiệm đều là để khiến ta vươn vai. Vẫn muốn tiếp chẳng cần phải thử dài, cùng những suy nghĩ có trở ngại cùng ngẩng đầu lên và cùng bước tiến tới tương lai. Đừng có chớ vội vội mà lo nghĩ về một ai, hãy cứ sống hết mình vì một chặng đường còn dài. Những hạt bụi phấp phới còn đấy, bàn tay ta vẫn đang cầm lấy, viết tiếp giấc mơ để tìm mà mãi không can phải. Yeah, let's fly in the sky, make it passion never die. Yeah. Vậy mình là ai trong bao nhiêu ngày hàng tháng kia giữa sa mạc, rồi một ngày ta tan biến như bao tin tú kia giữa thiên hà. Ai ơi ta khổ bao lâu, vậy sao không phải giờ đây? Một lần ta là ta, sang bước theo ước mơ đây.
Vâng, những điều nhỏ bé nhưng hết sức phi thường thực sự ở trong mỗi người. Và điều đấy còn tồn tại ở chung quanh chúng ta nữa. Và cũng hy vọng rằng một năm học mới, các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như những ai đồng hành với giáo dục, hãy trao niềm tin, yêu thương đến với các thầy cô ở muôn nơi để các thầy cô tiếp tục làm những điều nhỏ bé phi thường. Và chính các thầy cô sẽ trao lại cơ hội cho các con học sinh để làm những điều nhỏ bé phi thường. Thực sự xin được chúc cho tất cả các gia đình, các vị phụ huynh, các em nhỏ, các bạn học sinh, sinh viên và đặc biệt là trái tim của ngành giáo chính là những người giáo viên có thật sự là nhiều sức khỏe, nhiều tình yêu và đặc biệt mỗi một người luôn luôn có được ngọn hải đăng của hy vọng trong tim mình. Và chúc một năm học mới thành công, bình an, hạnh phúc và tràn đầy những điều nhỏ bé phi thường. Chúng ta sẽ cùng hòa thanh với nhau một lời chào năm học mới đúng không ạ? 2, 3. Chào năm học mới! Vậy mình là ai trong bao nhiêu đại học cao kia giữa sa mạc, rồi một ngày